Xin chào tất cả các bạn nhé, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube Nhạc Công Trường. Vâng, ngày hôm nay em sẽ tiếp tục lên trước bác một nai nồi cơm. Vì thực sự hôm mấy đợt vừa rồi thì em đang bận về làm hút ẩm. Đó, hiện tại bây giờ em vẫn đang dọn hút ẩm để có hàng, để trả hàng cho các bác nhé. Thì hiện tại bây giờ miền Bắc là đang mưa và lồm ẩm. Thì bên em bây giờ đang có máy của dòng Panla cũng như là dòng Mitsu. Đó, và một số cái máy này thì nó là hàng điện 100V và công suất hút thì nó sẽ phù hợp cho những cái phòng khoảng tầm 40-50m2 và có cỏ Corona 18 lít là dùng cho phòng khoảng tầm 80m2 nhé. Rồi, thì vẫn như mọi khi thì em sẽ lên là đầu tiên sẽ giới thiệu đến các bác đó là những cái mẫu biến áp đổi nguồn dành cho những chiếc nồi cơm nội địa Nhật mà các bác đang muốn sử dụng đây. Đó, thì cái công suất của cái biến áp này của nó là 2 kVA. Thì em có 3 loại nhé. Đây. Đây là một loại đứng này, vỏ của nó bằng nhựa nhé, nhựa rất là chắc chắn này. Và hai lỗ cắm, mỗi bên là đều là 100V, có đèn báo đây nhé. Đó, hai bên đều là 100V này. Và một cái nữa là cái này nó có phần khuy đằng sau, các bác có thể là treo lên trên rất là gọn. Đó, đây là một cái mẫu đứng này, còn đây là mẫu tròn. Để bác nào mà thích một cái kiểu dáng nhỏ gọn, mình để một cái góc nào đó thì mình lấy mẫu tròn này. Đấy. Công suất cũng là 2 kVA. Tiếp đến đó là một cái mẫu vuông thì nó có công tắc này nhé. Đấy, cũng hai lỗ cắm. Thì cái mẫu vuông, mẫu tròn thì là cái giá của nó là 570.000 đã bao gồm phí vận chuyển. Đó là hai mẫu vuông và tròn. Thế còn mẫu trắng này thì của nó là 630.000 nhé. 630.000 đã bao gồm phí vận chuyển. Công suất của nó đều là 2 kVA. Thì các bác sử dụng nồi 1.8 hay là dùng tất cả những cái thiết bị nội địa Nhật khác đều được nhé. Thì bác nào mà chốt đổi nguồn với nồi cơm thì em sẽ phải đóng riêng ra. Đó, thành một đơn riêng. Rồi đầu tiên thì em sẽ lên một số các mẫu 1.8 nha. 1.8. Thì đầu tiên sẽ lên cho các bác một chiếc nồi na. Na này hôm vừa rồi thì em có tháo ra em xem đấy. Thì các bác có thể thấy là con này nó là cao tần 4IH. Và dòng này thì nấu cơm thì nó cực kỳ là ngon rồi. Đó. Vỏ của nó bao toàn bộ bằng nhựa đúc nguyên khối hết, rất là chắc chắn và đẹp. Và cơ cấu máy bên trong, những cái con này thì nó không phải là đời cao. Thế nhưng mà cái việc những cái chiếc nồi này mà khi em lấy về em tuyển chọn các bác thì toàn bộ là nồi đẹp thôi. Đó, các bác nhìn ra rất là đẹp nhá. Ở chiếc này dung tích 1.8 này, sẽ phù hợp cho gia đình từ tầm 5 đến 10 người ăn. Đợt này là chưa có nồi nửa lít các bạn. Ui, xoong của nó rất là dày. Đó, đây, xoong bên ngoài đây. Lòng xoong đẹp nhé. Đó. Còn đây là những chiếc nồi này là hàng bãi đã qua sử dụng. Thì tất nhiên về trong lòng xoong nó có những cái vết xước của muôi rất là nhỏ thôi. Đó, những vết xước nhẹ như vậy. Thì đó là những cái dấu hiệu của việc là đã qua sử dụng rồi. Đấy, nhưng mà bên em thì tuyển chọn những chiếc nồi mà đẹp nhất gửi đến cho các bác. Đây, đã vào chế độ lấu này, 48 phút nhé. Chiếc này là mã số 1, dung tích 1.8, la cao tần 4IH. Đó, 2 bước lấu luôn. Mã số 1 này, giá 1.900.000 nhé. Mã số 2 này. Mã số 2 lên cho các bác một chiếc lồi Zuriyoshi mai rùa. Dòng này là dung tích 1.8. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây các bác nhìn này. Dòng này nó là cao tần áp suất. Áp suất bi. Gioăng rất là mềm nhá. Gioăng mềm xanh. Tất cả nồi này là em đã test ok rồi. Đấy, bao chín cơm, bao xì hơi cho các bác. Lòng xoong con này thì nó gọi là đẹp tuyệt vời. Lòng xoong cực kỳ là đẹp. Đó. Nồi này em đã test ok rồi. Đấy, bao chín cơm, bao xì hơi cho các bác. Thì con này giá của nó sẽ là 3.050.000 nhá. Ở chiếc này là mã số 2 này. Ở cái dòng mai rùa này các bác để ý là toàn bộ ở các phím chức năng nhé, nó đã được cải tiến khác hoàn toàn rồi. Màn hình của nó rộng hơn và toàn bộ chức năng được hiển thị bên trong rồi. Đó, nó khác một số các đời trước là cái chức năng của nó nằm dọc hai bên. Dòng này nó có là hai tầng áp suất. Mã số 2 giá 3.050.000.
Đợt vừa rồi thì em về khá là nhiều máy lọc không khí đấy ạ. Bác nào đang có nhu cầu máy lọc không khí thì liên hệ với em nhé. Bên cạnh em đây đó là một chiếc sáp, đó sáp buồm. Con này là công suất của nó là 80W và con này nó rất là nhiều các chức năng hiện đại. Nó báo, bác có thể thấy đây nè, nó báo phần trăm về độ ẩm này, nhiệt độ cũng như ion. Con này ion của nó là ion 25.000 nhá. Đó, những cái dòng này ion 25.000. Mật độ ion rất là cao. Lọc không khí bù ẩm. Và con này thì nó có chức năng là clear. Đó, tự động dọn màng. Để tiếp tục lên cho các bác một chiếc mã số 3 nhá. Mã số 3. Mã số 3 đó là một chiếc lồi Panasonic dung tích 1,5 lít. À, 1,5 lít thì con này khá là ít các bạn, rất là ít nhé. Không phải lúc nào cũng gặp được một chiếc 1,5 lít đâu. Thì 1,5 lít thì nó sẽ phù hợp cho gia đình khoảng từ tầm 4 đến 7 người ăn. Thì 1 lít là chỉ được tầm 3 đến 5 người ăn thôi. Và bác nào, nhà bác nào mà khoảng tầm 6, 7 người thì mình sẽ lựa chọn chiếc này, rất là hợp lý rồi. Đó, lồi thì rất là đẹp. Dòng nồi cao tần này thì nấu cơm rất là ngon, so với những nồi mâm nhiệt thì ngon hơn rất là nhiều các bạn. Và cái mức độ ngon thế nào thì nó còn phụ thuộc vào cái gạo nhà mình đang sử dụng loại gạo gì nữa cơ. Đó. Còn đâu mà tổng quan về ngoại hình con này thì đẹp, sản xuất năm 2016 nhá. Đây, lòng xoong dung tích 1,5 lít này. Đã vào chế độ lấu. Ngoại hình con này thì rất là đẹp, không có bị cấn bóp méo gì bên trên này nhá. Đó, thường cái dòng này thì mặt trên của nó vỏ kim loại mà. Dung tích 1,5 lít. Giá 1.700.000 đồng. Ok, ngay sau đây thì em sẽ chuyển sang những cái mẫu lồi dung tích 1 lít. 1 lít sẽ nấu được 1 cân gạo cho gia đình từ tầm 3 đến 5 người ăn. Đó. Thì rất là nhiều những mẫu lồi với mức giá nó khác nhau. Thì các bác có thể tùy ý mình lựa chọn nhé. Đó. Con này là Zojiroshi Mai Rùa. Con này em nghĩ chắc đầy cao, khoảng 2017. À, 2017 là đời khá là cao rồi. Đây, áp suất bi này, gioăng thì cực kỳ là xanh. À, những cái dòng này em tuyển chọn rất là đẹp, từ tổng quan ngoại hình son gioăng. Rồi, son của nó là son Palatinum này, lòng son đẹp. Đó, đây các bác nhìn là dưới lòng son không bị chảy chóc trông dính gì nhá. Chi tiết bác nào chốt mã nào thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua hai số điện thoại này: 0987807038 và 0344586794. Em ở Kim Thành, Hải Dương. Rồi, đã vào chế độ lấu rồi nhé. Đối với dòng mai rùa này thì các bác để ý này, cái phím hâm cơm nó sẽ nằm liền luôn ở cái phím tắt. Đó, rất là tiện đúng không ạ? Và các bác mà cần kích nóng thì mình chỉ nhấn thêm nút nấu nữa là nó sẽ kích nóng nhanh trong vòng 8 phút. Chiếc này là mã số 4 nha. Dung tích 1 lít của lồi Zojiroshi Mai Rùa, giá của nó là 1.800.000. Tiếp tục lên cho các bác một chiếc lồi Toshiba. Đây, Toshiba cao tần hút chân không. Ở cái dòng này thì em thấy một số các bác mà đã và đang sử dụng cái dòng tô này đấy, thì các bác đánh giá rất là cao. Dòng này thì nấu cơm ngon và nhiều hơi. Đó, đó là em thấy một số các bác đã từng mua lồi tô cao tần hút bên em và sử dụng, và các bác có trao đổi như vậy. Thì hôm nay thì em có chiếc màu đỏ này nhá. Màu đỏ này rất là đẹp này. Chiếc này mã số 5. Mã số 5 này. Đó, màu đỏ đẹp, xoang dày. Được cái dòng này xoang của nó thì rất là dày. Nó dày, nó sẽ ngang với cái dòng cỏ tô cao tần áp suất hút ấy. Đó, xoang của nó dùng chung như nhau hết nhá. Chung như nhau hết. Đó, không có khác biệt gì. Rồi, lòng xoang đẹp nhá, không có bị chảy trong trong dính gì các bạn này. Đó, xoang của nó cũng là xoang hai đáy này. Xoang hai đáy nhá. Gioăng thì rất là đẹp. Đây các bạn nhìn này, những chiếc nồi em tuyển chọn đẹp chưa ạ? Quá là tuyệt vời luôn. Bơm hút chân không bắt đầu hoạt động nhé. Rồi, chức năng ủ ấm này và kích nóng nhanh trong vòng 9 phút. Cũng rất là tiện cho bác nào mà sáng mình muốn cơm nguội. Các bác cũng không cần mình phải cắm điện và mình để nút ủ qua đêm đâu. Các bác cứ để nguội như vậy, để sáng sau mình chỉ kích nóng trong vòng 9 phút thôi. Đó, chiếc này là mã số 5 này, giá của nó sẽ là 1.800.000 đồng nhé.
một cái mẫu lồi rất là quen thuộc và em nên rất là nhiều luôn ấy. Thì đây đó là một chiếc lồi Tiger áp suất 2 bi. Thì cái dòng này nó là dòng VIP, đó dòng VIP của hãng Tiger. Đây, các bác thấy màn hình nét nhé. Đấy, xung quanh của nó là dạng là màu xanh này, đó, màu xanh nhé. Mặt trên là vân caro. Xoong con này thì rất là dày, các bác nhìn cái xoong đẹp chưa? Đó, vẫn còn những cái giọt nước mà khi mà em test thì vẫn còn sót lại ở vùng giòn nó dốc nhé. Đó, xoong thì đẹp tuyệt vời, xoong sần. À, đặc điểm trên cái dòng Tiger bao giờ vậy, nó làm thiết kế hai bên tay cầm bằng nhựa chống nóng này. Các bác vừa lấu xong thì mình có thể mở ra trực tiếp nhé. Đó. Mình bỏ trực tiếp không sợ, cầm không sợ lóng tay đâu. Ông này áp suất 2 bi này. Giòn rất là đẹp. Đây các bác nhìn là một bi lớn, một bi nhỏ. Cái dòng lồi Tiger này thì nó có chức năng nấu cơm cháy nhé. Cơm cháy thì các bác cứ di chuyển menu. Đấy. Di chuyển menu, sau đó mình chọn chế độ cơm cháy là mình nhấn nấu là xong. Thì các bác sẽ chọn ở chế độ gạo trắng, bật cơm cháy này nhé. Mình có thể bật lên hoặc là mình có thể tắt đi. Rồi, chiếc này là sản xuất năm 2015 này. Đó, 2015 nhé. Chiếc này là mã số 6. Mã số 6. À, mã số 6 giá của nó là 2.400.000 đồng. À, tất cả hàng em gửi là đều qua cọc nhé. Đó, ship code qua cọc. Đối với lồi dưới 2 triệu thì các bác cứ cọc giúp em 100.000. Trên 2 triệu các bác cọc giúp em 200.000. Ở trên 2 triệu thì đó là thường những dòng nồi VIP hoặc những chiếc nồi đi 8 nặng. Đó, thì các bác cứ cọc giúp em 200.000. Nên là các bác nhận hàng kiểm tra, thanh toán lốt, cộng phí vận chuyển. Rồi, tiếp tục em sẽ giới thiệu cho các bác này. Đây là mã số 7 này. Đó là một chiếc lồi Mitsubishi sản xuất năm 2019. Mà con này màu kem cực kỳ là đẹp. Đây, các bác nhìn này. Màu kem rất đẹp luôn nhá. 2019 này. À, dòng Mitsubishi này thì cũng khá là nhiều bác đánh giá cao về cái chức năng và nấu cơm của nó. Nó có một cái chế độ nấu cơm rất là nhanh, tầm 22 phút. À, con này thì 28 phút này. Đấy, nút ủ cơm thì nó cũng thiết kế luôn ở nút tắt nhé. Chọn gạo, chọn rất nhiều các chế độ nấu khác nhau. Và dòng này thì nó là vỏ nhựa đúc nguyên khối hết. Gioăng của nó là gioăng hai lớp nhé. Gioăng hai lớp thì rất là đẹp này. Đó, đẹp tuyệt vời luôn. Nói chung những dòng này thì em không bán, em bán nó một có một cái số lượng nhất định thôi. Thế nhưng mà những chiếc nồi em bán ra thì toàn bộ là nồi đẹp. Đây, gioăng các bác thấy gioăng rất là dày. Gioăng rất là dày, lòng gioăng đẹp, gioăng đẹp, ngoại hình đẹp, sản xuất năm 2019. À, mọi chức năng nấu ok, giá thì rất là bình dân. Giá của nó có 1.3 triệu thôi. Đó. Bán ở chốt thì liên hệ với em nha. Em nên cho các bác một chiếc nồi VIP của dòng Panasonic. Chiếc này rất là nặng. Đấy, dung tích 1 lít nhé. Con này đó là Panasonic áp suất điện tử sản xuất năm 2016. Đó, 2016 này. À, dòng này thì toàn bộ của nó là vỏ nhựa đúc nguyên khối hết nhé. Mặt trên vỏ nhựa hết, xung quanh vỏ nhựa hết này. Nhưng mà trọng lượng của nó rất là nặng. Đấy, dòng Panasonic rất là nặng. Con này có cốc nước bủ ẩm nhé. Rồi, lòng xoong có một vài vết xước nhỏ nhỏ có muôi thôi. Đó, đây là xoong của nó đây. Panasonic áp suất điện tử. Ok. Đó, có cốc nước bủ ẩm đây này. Đó, áp suất điện tử nhé. Và đây là vung gioăng của nó. Các bác nhìn vung gioăng đẹp chưa? Quá là tuyệt vời nhé. À, trên những cái dòng Panasonic này thì nó vẫn giữ được cái chế độ nấu cơm cháy kể cả đời cao. Ví dụ trên dòng Tô Tiger cơm cháy là sẽ bỏ rồi, bắt đầu từ cuối 2017. Đây các bác sẽ không còn nghe cái tiếng đóng cạch một cái như cái dòng áp suất bi kia nữa, mà dòng áp suất điện tử này thì nó rất là êm. Đó, hầu như các bác sẽ không nghe thấy tiếng đóng mở lạch cạch nhé. Đó, các bác lưu ý này. Và trong quá trình nấu thì mình sẽ không nên tắt đi thì lúc đó nó sẽ khóa vung lại. À, khi nào nó xả hết được cái hơi ở bên trong này nhé, thì bắt đầu nó mới mở ra cho các bác. Rồi, chiếc này là mã số 8 này. À, giá là 3 triệu nhé. Rất là đẹp. Đây, một cái chỉ màu đỏ này. Xung quanh màu đen. Rồi, bác nào mà thích sưu tầm những cái chiếc nồi cổ thì sẽ không thể bỏ qua chiếc này. Rồi các bác, con này nó là màn hình nét nhé, dòng này nó gọi là tô đèn.
Đây, khi ở các chức năng menu bình thường các bạn sẽ thấy nó của nó là màu trắng nhé. Đó, màu trắng. Có lấu cơm cháy nha. Đây, khi lấu thì nó chuyển sang dạng như màu xanh tím này. Đó. Và đèn hút chân không ở đây hoặc nó sẽ sáng đây này, ngay phần cái nút này nhé. Có lấu cơm cháy, ngoại hình con này đẹp. Thì cái dòng này nó không phải là đời cao đâu. Nó sẽ là sản xuất năm 2008. Đó, 2008. Dòng này thì nó gọi là thực sự các bác là nó rất là bền, nó gọi là bền vô đối luôn. Bác nào mà đã sử dụng những chiếc nồi này thì phải nói khẳng định nó rất là bền. Đó, gioăng đẹp nhá. Cao tần áp suất hút chân không. Dung tích 1 lít. Xoang của nó cũng rất là dày nhé. Đây. Đây lòng xoang của nó đây này. Đó. Dòng này thì nhiều bác khen cơm ngon lắm. Khen cơm của nó ngon. Mà được cái là nó khá là độc lạ. Rồi, màn hình nét cao tần áp suất hút chân không Toshiba. Chiếc này là mã số 9. Mã số 9 giá 2 triệu 2 nhá. Ok, em sẽ lên cho các bác một chiếc nồi Toshiba cao tần áp suất hút chân không dung tích 1 lít. Đó. Đây các bác nhìn con này màu đỏ đẹp chưa ạ? Còn tất nhiên là những cái chiếc nồi này là hàng bãi thì trong cái quá trình vận chuyển thì không thể tránh khỏi được những vết xước nho nhỏ ở ngoài. Nhưng không có bị bể vỡ gì nhá. Không thể tránh khỏi được các bạn. Nhiều bác là có hỏi em những chiếc nồi mà đòi là nó không có một vết xước nào thì thực sự nó không có loại đó. Còn vận chuyển thì không thể tránh được. Còn nhìn chung như này nó đạt khoảng tầm trên 95% rồi. Đây. Áp suất bi này. Gioăng đẹp. Ui, tuyệt vời con này nhá. Đó, bác nào chốt con này thì quá là tuyệt vời luôn. Lòng xoang đẹp. Đó, không có bị chảy chóc chống dính nhỉ. Tất cả những lớp chống dính này toàn bộ là chống dính zin nhá. Còn nồi của em thì tất nhiên là em mua giá cao lên để có được những chiếc nồi đẹp. Rồi, ngoại hình xung quanh này các bạn. Đang ở chế độ eco lấu 50 phút này, đèn hút chân không đang hoạt động. Dòng này thì rất là nhiều các chế độ lấu khác nhau. Đó, 70 phút thì con này chắc khoảng tầm 2016 đúng không ạ? 2016 này, cơm cháy 70 phút nhá. Toshiba thì cái chất lượng cơm của nó ra là cơm mềm dẻo dính nhá. Đó, các bác ăn sẽ cảm thấy rất là ngon. Đó. Ok. Chiếc này là mã số 10 nhá. Mã số 10 này. Giá 2 triệu 6. Em này cho các bác một chiếc nồi Panasonic nhá. Vâng. Mã này là mã số 11. Đó, 11 đó là một chiếc nồi Panasonic áp suất. Cái dòng này thì nó lại có Ecolavi tiết kiệm điện nhá. Đây. Ecolavi. Khi các bác lấu xong thì nó sẽ về cái đèn xanh Ecolavi tiết kiệm điện. Đó, chiếc này sản xuất năm 2014. Nhưng mà ngoại hình của nó con này thì quá là đẹp rồi. Cao tần áp suất, dòng này thì áp suất của nó rất là lớn. Đó, áp suất rất là cao nha các bác nha. Việc với con này ấy, thì nó đẩy áp suất, cái lượng hơi nó phun là khá là, các bác sẽ cảm giác là nó lên trên đây khá là mạnh đấy. Đó, thì các bác sử dụng. Thì đối với nồi này thì nấu cơm thực sự nó rất là ngon đấy. Đây, xoang này xoang dày. Đó, ở cái dòng này thì xoang của nó sẽ tương đương như cái dòng của Panasonic. Đó, nó sẽ tương đương giống nhau như vậy. Lòng xoang đẹp nhé. Ok. Đã vào chế độ lấu. Menu thì các bác sẽ tùy chỉnh ở bên dưới này. Nó có nút chọn lấu riêng này. Và chọn gạo riêng. Đấy, thì các bác có thể tùy chỉnh loại, tùy loại gạo. Có nhiều bác thì ăn gạo lứt thì mình bắt buộc mình phải chọn về chế độ gạo lứt nhé. Mình cũng không để chế độ gạo trắng được. Chiếc này là mã số 11 này, giá 2 triệu 2 nhé. Đây em lên cho các bác một chiếc nồi tô trắng đẹp chưa ạ? Rất là đẹp luôn các bác nhìn này. Con này màu trắng nhá, mặt không có bị chảy xước gì nhá. Con này thì tuyệt vời.
Đây là một chiếc lồi Toshiba cao tần áp suất hút trên không, dung tích 1 lít. Để các bác có thể thấy rằng con này nó quá đẹp đúng không ạ? Tuyệt vời. Một màu trắng ngọc trai. Đấy, áp suất bi. Gioăng của nó thì cũng rất là tuyệt vời luôn này các bác này. Đó. Gioăng rất là mềm nhé. Rất là mềm. Áp suất bi. Đấy, xoang của nó xoang hai đáy này. Ở trên màu bạc, dưới màu vàng. Xoang gân. Xoang đẹp. Con này thì xoang đẹp rồi. Dòng này có lấu cơm cháy. Rất là nhiều các chế độ lấu khác nhau. Chế độ Eco này. Thường thường thì nó sẽ luôn ở các chế độ Eco. Khi các bác lấu ở các chế độ khác rồi thì nó sẽ lưu lại nhé. Đây. Cơm cháy 70 phút. Chiếc này là mã số 12 nhé. Mã số 12 này. Con nồi này quá đẹp này. Đó. Thì giá để các bác là 2 triệu 4 nhá. 2 triệu 400 nghìn đồng. Các bác nhìn con này mặt đẹp chưa ạ? Rồi, một chiếc lồi Hitachi stem cut. Ở cái dòng Hitachi stem cut thì các bác sẽ thấy rằng là đó là một cái chức năng ở cái công nghệ của Hitachi, tức là nó sẽ lấu không đẩy hơi nước ra ngoài nhé. Đó, nó sẽ lấu tuần hoàn bên trong. Đó, công nghệ nó khá là hiện đại đúng không ạ? Con này thì rất là nhiều các chế độ lấu này. Eco tiết kiệm điện có này. Đây các bác sẽ thấy là khi mình bật chế độ Eco lên, tức là chế độ lấu tiết kiệm điện này, thì cái đèn xanh Eco nó sẽ hiện lên nhé. Rồi. Dòng này nó là cao tần áp suất. Đây áp suất bi. Các bác thấy là cái phần cái chiều vung của nó này rất là dày nhé, rất là dày. Việc là nó lấu như vậy thì nó sẽ giúp những cái lỗ này, nó giúp là tuần hoàn hơi nước nhé. Đó, tuần hoàn hơi nước để hạn chế cái việc hơi nước đẩy ra ngoài. Nên là lấu cơm nó sẽ giữ được cái độ ngọt. Do con này thì đẹp. Đấy, các bác yên tâm. Lồi bên em làm từ trước giờ em chuyên làm hàng chọn mà. Những mẫu lồi bên em thì đăng lên kênh, lên trên line này thì đảm bảo các bác là toàn bộ là hàng đẹp. Đó. Mọi chức năng đã test ok rồi. Chiếc này là mã số 13. 13 thì với chiếc nồi Hitachi stem cut như này thì giá cũng rất là rẻ nhé. 1 triệu 2 nhé. Song rong đẹp. Đấy, ngoại hình không cấn bóp méo. Rồi, nhìn thấy chiếc này thì chắc chắn là nhiều bác sẽ biết cái dòng này là dòng gì đúng không ạ? Dòng này gọi nó là Togu. Togu, lỗ cơm ngon. Và dòng này thì gọi là không có gì để hỏng. Đấy. Nhìn chung con này màu đỏ đẹp này. Đấy. Ngoại hình thì con này nó có một cái vết xước nhỏ đây nhá. Đó, một vết xước rất là nhỏ thôi. Nhưng tổng quan của nó thì rất là tuyệt vời. Đây các bác có thể thấy là từ phần trong ra đến ngoài này. Đó, áp suất bi nhá. Thì tất cả những cái nồi này là khi mà em lên rồi thì cái giá bọn em sẽ cân theo cái tình trạng của nồi. Đó. Nồi đẹp thì giá đẹp. Đó. Nồi thì ở mức tầm trung thì giá sẽ ở tầm trung. Đó, nên các bác yên tâm. Đó, lòng xoong ra. Xoong của nó xoong gân nhá. Togu. Togu này thì nó sẽ không phải là đời cao đâu. Bác nào mà đã sử dụng những hay là biết đến những dòng Togu này rồi thì nó sẽ nằm ở khoảng đời năm 2011-2012 nhé. Đó. Chức năng lấu của nó thì rất là đa dạng này. Đó, áp suất hút trên không thì các bác sẽ thấy rằng là cái đèn hút trên không nó nằm đây nhá. Nó sáng màu xanh đây này. Đó. Rồi, chiếc này là mã số 14 nhé. 14 con Togu này. Tổng quan ngoại hình quá là ok rồi. Giá của nó 2 triệu 2. Tiếp tục em lên cho các bác. Một con lồi VIP của hãng Panasonic. Con này nó cũng là áp suất điện tử. Có cốc nước bủa, có Ecolavi tiết kiệm điện. Có cả kết nối điện thoại này. Chiếc này sản xuất năm 2015. Mã của nó là SPX105. Màn hình của nó là màn hình LED. Đó. Đây các bác nhìn này. Những cái dòng màn hình này thì cái mật độ cái hiển thị chi tiết của nó hơn rất là nhiều so với những cái màn dòng màn hình thường kia nhá.
thì các bác sẽ thấy rằng là nó có rất là nhiều các menu cài đặt khác nhau. Con này thì có thể là cài đặt được cái số tiêu thụ điện cũng như là có một cái menu hướng dẫn nấu bên trong và rất là đa dạng, cơm cháy đầy đủ. Bên này thì các bác sẽ thấy rằng là có một phím chọn gạo và một phím chọn lấu, một phím hâm cơm. Các bác sẽ tùy chỉnh menu. Có lấu cơm cháy nha. Đó vào chế độ lấu này, các bác thấy áp suất điện tử đóng không mà có một nghe một tiếng động gì luôn. Ở cái dòng này, màn hình này thì các bác cắm điện vào nó thì nó sẽ lên. Tuyệt vời, con này thì son rất là đẹp này. Đó, son đẹp nhá. Cốc nước bủa đây. Áp suất điện tử, đây các bác sẽ nhìn từ cái phần đằng sau vung này. Ở cái áp suất điện tử nó sẽ khác với áp suất bi. Áp suất bi các bác sẽ nhìn thấy có một cái viên bi sắt ở đây nhé. Đó, con này thì nó là áp suất điện tử. Việc các bác vệ sinh thì cũng rất dễ dàng và nhanh. Đây, giòn đẹp này. Dòng này thì mọi chức năng em đã test rồi, ok rồi. Đó, bao xì hơi, bao chín cơm cho các bác. Chiếc này là mã số 15 này. 15, chiếc này áp suất điện tử, màn hình LED. Đấy, cứ rất nhiều công nghệ khác nhau. Thì chiếc này giá 3 triệu mốt nha, 3 triệu mốt. Ở những cái con này thì đợt trước ấy, thì em có bán là thường thường giá của nó khoảng tầm 3 triệu tư. Nhưng hiện tại bây giờ sẽ để cho các bác một cái giá rất là tốt như vậy. Tiếp tục lên cho các bác một chiếc Panasonic là áp suất. Thì lúc nãy là một chiếc hình như là màu trắng. Đó, màu trắng. Thì chiếc này là mặt trên của nó là các bác nhìn. Đó, nó dạng như màu hồng phấn ấy. Và xung quanh vỏ của nó bằng kim loại. Dòng này cũng là dòng áp suất bi nhá. Đó, áp suất bi. Ở trên những cái dòng mà Pana áp suất điện tử ấy, thường thì nó sẽ lấu ở gọi là 220 độ C các bác nhé. Đó, 220 độ C. Đây, dòng con này rất là xanh và mềm này. Áp suất bi. Ôi, son con này thì đẹp. Đấy, son con này thì rất là đẹp này các bác này. Đó. Son này nó đẹp tuyệt vời. Đã vào chế độ lấu. Thì khi lấu nó đóng áp suất, đấy, các bác nghe cạch một cái, thì cũng tùy từng hãng nồi, đấy. Mỗi một hãng thì cái chương trình nấu và cái việc áp suất bên kia nó đóng mở thì nó sẽ tùy vào từng cái chế độ lấu khác nhau. Đấy, chứ không một chiếc nồi nào giống chiếc nồi nào. Ví dụ như trên cái dòng Tiger áp suất IB. Đây, Tiger áp suất IB này thì các bác nhấn lấu nó không khóa vung ngay đâu. Đó, nhưng với một số cái dòng này thì nó đóng, như Zuzi chẳng hạn, nó đóng sau nó lại nhả ra. Đấy, ban đầu là nó sẽ kiểm tra cái phần van áp suất, nếu mà van áp suất mà không hoạt động, cái van tử ấy mà nó không hoạt động thì nó sẽ báo lỗi nó là H17. Đó. Đó là như vậy. Chứ không phải là nó đóng nó khóa luôn đâu nhá. Rồi, chiếc này là mã số 16 này. 16, một chiếc nồi Panasonic rất là đẹp này. Con này thì giá sẽ để cho các bác về là giá là 2.150.000 nha. 2.150.000. À đây. Nên cho các bác một chiếc nồi tô. Toshiba cao tần hút chân không đầy cao để các bác thấy cái phím này. Đó, cái phím làm thiết kế rất là phẳng và mặt được bo cong gọn lên này. Một kiểu dáng rất là mới và đẹp. Màu đen nha. Mặt trên phủ kim tuyến. Và hai cái hông của nó bên cạnh đây các bác sẽ thấy nó nằm khuyết lại để vì mình bê lên. Cầm rất là gọn tay đúng không ạ? Chiếc này là chắc chắn là đời cao rồi. Ô. Con này là sản xuất năm 2021. 2021. Đó. Giòn đẹp chưa ạ? Dòng này là dòng nồi VIP nhá. Đó, dòng nồi VIP. Đây, son của nó son gân. Son của nó thì cũng rất là đẹp nhá, không có bị chầy chóc chống dính này. Nhìn chung thì có một vài vết xước của môi cũng không đáng kể đâu các bạn. Đó, son đẹp. Son đẹp, ngoại hình đẹp. Con này công suất nấu của nó 1420W. Thì con này nó phải tương đương với con tô chuông thế đấy. Đó, công suất của nó. Đó, ok, đã vào chế độ lấu. Thì trên những dòng đời cao của cái mẫu tô hút chân không này thì nó sẽ lược bỏ cái phần đèn hút chân không và nó sẽ nhấp nháy chữ trong màn hình này nhá. Đó, chữ trong màn hình này là đang nhấp nháy là đang hút chân không rồi.
Và các bác cũng nghe rõ rồi đấy. Sử dụng điện 100V, công suất 1420W. Công suất ngang với tô chuông rồi. Chiếc này mã số 17 nhé. 17 này. 17, chiếc này giá của nó là 2,2 triệu. Rồi 18 em lên cho các bác một chiếc tô nữa này. Cái tô này các bác nhìn đẹp chưa ạ? Đó. Tô này nó cũng giống như dạng nhỏ tô tô gù nhá, nó cũng giống tô gù, cái lắp hơi thì nó hơi gồ cao lên. Những con này nó khác một chút. Con này nó là cao tần áp suất hút chân không. Đây. Áp suất bi này. Đó. Gioăng đẹp nhá. Gioăng đẹp. Đồng trong đẹp. Xoong của nó xoong ngay đáy này các bác nhỉ. Đó. Xoong rất là đẹp. Xoong dày, dòng này xoong dày. Ngoại hình không cấn bóp méo gì cả. Đó, bơm hút chân không đang hoạt động đây. Chiếc này mã số 18 này. Giá của nó là 2,250 triệu nhé. 2,250,000. Tiếp tục em sang đây cho các bác một chiếc lồi Jewelry Rossi. Đấy, con này dòng là gọi là mai rùa đấy ạ. Đó, con này mặt đẹp này. Mặt đẹp nhé. Lại còn một vài mã nữa là sẽ hết rồi. Tổng quan ngoại hình con này thì rất là ok này. Sản xuất năm 2018 này. Đó. Áp suất bi. Dòng này áp suất 1 bi nhá. Nhiều bác cứ hỏi em là áp suất 2 bi trên dòng Jewelry Rossi. Làm sao có, chỉ trên dòng Tiger nó mới được phép làm áp suất 2 bi thôi. Các dòng, các hãng khác sẽ không được phép làm. Đó là một cái công nghệ độc quyền rồi. Lòng xoong đẹp. Không có bị chảy trong trông dính gì. Còn vết xước của muôi là có nhá. Đó. Trong quá trình người ta ăn, người ta lấy cơm. Đấy, kiểu gì cũng có vết. Không thể tránh được. Còn không vết nào thì chắc chắn chỉ nồi mới thôi. Ngoại hình con này thì rất là đẹp. Chiếc này là mã số 19. Đấy, rất là nhiều các chế độ lấu. Ở trong dòng này thì không có lấu cơm cháy. Đấy, nhiều bác có hỏi em có lấu cơm cháy không thì em nói rõ là sẽ không có nhé. Còn các chế độ lấu thường này, hay nấu gạo lứt này, mầm này, rất là nhiều các chế độ xôi cháo thì đầy đủ nhé. Mã số 19 này, giá 1,7 triệu nhé. Đời 2018. Nói chung 2017, 16, 17, 18 thì các chức năng hầu như nó không có sự thay đổi nhiều đâu. Đó, kiểu dáng nó không có thay đổi mấy. Mã số 20. Rồi, 20 lên cho các bác một chiếc lồi Tiger. Con này cũng lại màn hình nét nữa này. Đó, màn hình nét phát sáng, rất dễ nhìn. Rất dễ quan sát các chức năng bên trong. Con này thì có lấu cơm cháy nhá. Tất cả nồi thì em đã test mọi chức năng ok hết rồi. Đây, các bác sẽ di chuyển vào cái chế độ lấu gạo trắng này. Xong rồi mình bật cái chức năng cơm cháy này lên. Đó. Ngoại hình đây, rất là đẹp đúng không ạ? So con này đẹp nhá. Đấy, nòng xoong con này thì như mới tinh. Để các bác nhìn. Xoong, nòng xoong như mới tinh luôn. Không một tí vết. Tuyệt vời. Và cái dòng Tiger thì bao giờ cũng vậy. Đấy, thiết kế hai cái bên tay cầm bằng nhựa chống nóng này. Đấy, giúp người sử dụng rất là tiện trong cái việc là lồi vừa nấu cơm xong mình bỏ xoong ra. Đây, áp suất 2B nhá. Dòng con này thì nó quá là đẹp rồi. Thường cái dòng này sẽ là một bi lớn, một bi nhỏ. Và dưới đây các bác sẽ thấy có một cái van áp nữa. Đấy, dòng này thì nấu cơm ngon đấy ạ. Chiếc sản xuất năm 2016. Chiếc này là mã số 20. 20 này, giá của nó sẽ là 2,4 triệu nha. 2,4 triệu đồng. Đó, đợt này thì em vẫn đang tích cực dọn hút ẩm. Đó. Để qua hàng gửi cho các bác. Để bác nào cần có nhu cầu hút ẩm thì cứ liên hệ với em. Rồi, tiếp tục
Chiếc này là mã số 21, đó là một chiếc lồi Toshiba cao tần áp suất hút chân không. Chiếc này màu đỏ quá là đẹp này. Đó, các bạn nhìn con này, mặt cực kỳ đẹp nhé. Màu đỏ, mặt trên, vân caro. Dòng này thì công suất của nó là 1250W. Chiếc này là mã số 21. 21 này. Có cơm cháy 70 phút nha. Nhiều bác là cứ hỏi là những chiếc nồi đời cao mà có lốp cơm cháy trên đồng tô Tiger thì không bao giờ có rồi. Đó, giòn đẹp nhé. Nó phải dưới 2017 thì nó mới sẽ có cơm cháy được. Lòng xong con lại đẹp này. Đó. Xong gân. Còn có vết xước của mui là có. Đó, hầu như con nào cũng có. Ít hay nhiều thôi. Nhưng chắc chắn là với các bác là những cái lồi em bán đây thì lớp chống dính của nó toàn bộ là zin hết và cũng như là lồi nhá. Đây nấu cơm cháy 70 phút này, bơm hút chân không đâu hoạt động. Lồi đang chạy rất là tốt. Rồi, chiếc này mã số 21 giá 2.4 triệu. Mã số 22. 22 đó là một chiếc lồi Tiger áp suất 2B. Đó, con này màu trắng quá đẹp rồi các bạn này. Đó, sản xuất năm 2017 nhé. 2017 thì con này chắc chắn sẽ còn chế độ cơm cháy. Rồi, đã lên chế độ cơm cháy là con này. Đó. Xem là nấu cơm cháy bao nhiêu phút. 50 phút. Những cái dòng mà bạn những cái phím tròn nằm đây này và màn hình rộng này thì nó có thể hiện phút nấu nhé. Nó sẽ đếm lùi. Đây, hiện tại bây giờ cơm cháy đang là 50 phút. Vỏ nhựa đúc nguyên khối. Con này thì rất là đẹp. Các bạn nhìn cái xoong của nó quá là tuyệt vời nhỉ. Xoong không có điểm gì để chê luôn. Đó, nấu cơm ngon. Ở đây, giòn đẹp này, các bạn nhìn này. Đó, giòn rất là xanh và mềm. Áp suất 2B nhé. Của nó áp suất 2B. Mọi chức năng em đã test ok rồi. Và chiếc này mã số 17 giá 2.6 triệu. À đâu, xin lỗi các bác, sản xuất năm 2017 và mã của nó là mã số 22. Mới nhìn cái năm sản xuất đọc sang mã rồi. Rồi, mã số 22, nồi Tiger áp suất IP giá 2.6 triệu. Vâng, tiếp tục lên cho các bác một chiếc nồi Mitsu. Em cứ thích cái dòng Mitsu này là cao một chút. Đấy. Thứ nhất là nhìn nó khá là nhỏ gọn và nấu cơm nó rất là ngon đấy ạ. Ở chiếc này sản xuất năm 2020. Được cái dòng này khá là nhỏ gọn khi các bác để trong những không gian bếp mà nó hơi chật hẹp một chút. Đấy. Và nấu cơm nó vẫn đảm bảo được cái chất cơm ra ngon. Rồi, dòng này thì đẹp. Ui, tuyệt vời. Các bạn nhìn. Dòng con này là của nó là Mitsu. Thường thường dòng của nó dòng hai lớp nhá. Nhưng mà các bác để ý này. Lồi cơm của nó thì giá thì rất là bình dân. Nhưng mà hút ẩm của dòng Mitsu rất là đắt nhé. Rất là đắt đấy. Đấy, so với các dòng Panasonic hay là Saab rồi các hãng khác. Nhưng mà đắt hơn rất là nhiều. Đấy. Đắt nhất trong các hệ hút ẩm chắc chỉ có Mitsu thôi. Rồi, ok, xoang đẹp này. Đó, lòng xoang đẹp. Và như em thấy rằng là những anh em nói chuyện những cái hàng mà của Mitsu, ví dụ như bếp từ này, bếp từ bếp Mitsu rất là bền là một này, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa hai, bền lắm. Đặc biệt là trên các dòng bếp từ cũng như hút ẩm cực kỳ là bền. Em cảm nhận là đợt vừa rồi em làm khá nhiều các dòng hút ẩm của Mitsu, phải nói là công nhận rằng là cái chất lượng và cái dàn cũng như block của nó chạy rất là êm đấy. Rồi, chiếc này Mitsubishi sản xuất năm 2020. Mã của nó là mã số 23. Rồi, 23 giá 1.3 triệu nhá. Thì bác nào chốt chiếc này thì liên hệ với em nha. Trong video ngày hôm nay thì em đã giới thiệu đến tất cả các bác đó là 23 mã lồi cơm có 1.8 lít và 1 lít. Thì bác nào chốt mã nào thì liên hệ trực tiếp với em qua hai số điện thoại 0987807038 và 0344586794. Em ở Kim Thành, Hải Dương.
thì bên em chuyên làm về lồi cơm, bếp ga, bếp từ, nạp khí, hút ẩm. Đó, iRobot Room 3 hàng đấu giá trực tiếp tại bên Nhật. Bác nào có nhu cầu về mặt hàng gì thì cứ liên hệ với em nhé. Xin chào và cảm ơn tất cả các bác.